Titan đó. Titan đó hả? À, Titan nó mua trăm mấy đó. Titan thì có trăm mấy rẻ hả? Em biết đâu, không, Titan trăm mấy biết không? Đẹp không? Đẹp không? Này giống bị tay xanh đúng không? Xe vào cuộc sống xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình đi hai nhớt cho xe Winner X của mình. Thì hiện tại mình đang ở tiệm của Hậu Đệ. Hậu Đệ chuyên sửa xe tay ga đời mới, xe số luôn. Kỹ thuật xe số và tay ga rất là ok. Được không? Ok. Hay nhất xịn nha. Ủa cái này thường nó xài bao nhiêu lít hậu? Lít 1 hả? Có một thằng em trai mới mua Sonic. Sonic luôn. Mới luôn. À. Sonic con này là con nít. Sonic ha. À. Sonic phải không? À. Nghe ra hỏi anh. Hay nhất. Anh hỏi xe em giờ nhất hãng hai rồi em chạy đua đai xong giờ em muốn để thêm mình nữa em đua đai mà hay nhất rẻ rẻ hơi được không? Không được. Mua mình rồi 40.000 cỡ bình á, chăm vô chạy đua đai tiếp được. À, mình nhớ 40.000 hả? Ừ. Cây xăng á, mua nhất cây xăng á. Anh chạy anh xúc máy mà. Xong cái đâu chạy được mấy bữa, cái máy kêu luôn lột luôn. Đồ ngon, ngon, rất ngon à. Xuống hãng bắt bảo trì kêu làm máy lờ. Này là cái xe này cái mở ống nhớ chỗ nào? Bên kia. Bên kia hả? À cái chỗ hầm nhất là đây hả? Ừ. À. Cái nắp nhớt. Này nó giống cái xe đời cũ không? Cũng y hả? Giống không? Y vậy. À, đây cái nắp nhớt, hầm nhớt ở đây. Ừ. À, cũng y kia phải không? Nó chỉ khác là không có vò đạp thôi đúng không? Ừ. Mày thấy lạ lạ, cái đời cũ nó có vò đạp không? Có. Có hả? Mình chỉ thấy chỗ này không có vò đạp. Bởi này cái này nó che khuất tiêu rồi. Cái nào chế thì phan ở đây lỗ ha, anh em bắt cái này hả? Vô. Ừ. Chế đây phải không? Ừ. Phan lóc luôn hả? Tháo cái bát này ra bỏ luôn. Không, đâu mà bỏ ghét chân thắng đây. À. Ta để ta ghét chân đây đi. Cái này ha, mỗi lần thắng chọc chân tới đây ta đạp. À. Là để chân đây mỗi lần mà có sự cố hay là muốn thắng là quay cái chân đó đạp đó. Ồ, có lý nha. Con à. Mốc làm như vậy đưa xe cho chạy luôn nha không? Được mà, ổn. Ngon à, cái đó ngon à. Cái này thêm cái mới nè, đang xe mà chưa tính thêm chơi thêm đồ chơi gì chưa biết chơi nữa nè. Đó, nữa mình sẽ gắn cái thùng VV giữa này đó. Nghe nói là hiện tại giờ cái Winner X này hiện tại giờ gắn là phải độ bát như thế nào á. Để bữa nào mình gắn mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết luôn ha. Gắn tại nhà luôn. Mình gì hiện tại ở nhà mình nhé. Gì đâu vậy? Nó nhúng gì kỳ mà. Titan đó. Titan đó hả? À, Titan đó mua trăm mấy đó. Titan gì có trăm mấy rẻ hả? À? Em biết đâu, không, Titan trăm mấy biết đâu. Đẹp không? Đẹp không? Này giống bị tay xanh đúng không? À. Đẹp không? Đẹp không? Được không? Lát tháo cho luôn. Thôi. Hả? Gắn vô xe này nè. Gắn vô xe này nè. Cỡ mà có em đồ kẹt ngồi đây hư hết không được. Vỏ này không được, gai quá. Kẹt quá hả? Hai hả? Phải hai vỏ mà. Hai bình luôn hả? Hết hai bình đi. Đủ nhớt gì thấy bình nhớt lạ quá Hậu Đệ. Không biết nữa. Thương hiệu gì quảng cáo nhớt như vậy nè. Nhớt gì? Mỗi lần kêu sử dụng phải lắc như vậy lên nè. Lắc lên hả? Không biết làm chi nữa. Lắc kêu không? Lắc nghe nó ọc quá không đâu á. Rồi khui ra không biết nó có bị xì ra giống như bia không nữa. À. Né né là để gì có gì dằn á. Không, anh em chia sẻ hậu chia sẻ xíu gì cái nhớt này có hậu nhớt này nhớt gì kêu thường kêu nhớt gì thấy lạ quá à. Nhớt này là nhớt Wonder phải không? Rakin 4T. À, là nó sử dụng xe số xe ga rồi được không? Ok hết hả? Được, M40. À, chơi chung được giống xe ga xe số luôn. À, này là bình này bình lít hả? Lít mà nó ở trong đây là bình này bình bằng sắt luôn hả ta? À, à
chuẩn bị lon bia mình sẽ lắc lắc không biết khui có bị xì không nữa. Đâu mình xì không mấy cái nắp nhớp cà cà có nổ đâu. Nổ nổ à, nổ chết rồi, nổ cháy xe ông ơi. Mà không nổ. Mà cái bình này lăn lít hả? Lít. À. Lít vậy mà xe này anh em xe Hyundai X này là 1 lít mốt nha anh em. Tại vì mình có hỏi ở hãng là kỹ thuật người ta nói là tới 1 lít mốt lận. Vậy giờ sao? Là mình phải châm thêm hả? Châm hết hai bình. À, rồi ok. Xong mình xả ra canh lợi 1 lít mốt. À, hiện tại thì giờ chưa có cái bình nhớt nằm 1 lít mốt đúng không? Đúng rồi. À. Cũng căng cho anh em thở ha. Đâu có gì đâu căng, chế cái 120 tiền hai bình. Ủa, ngon à, cái này tính tiền ngon à. Rồi, nhớt này thấy đẹp ha. Giống mới có khác ha. Sao cái này kỳ vậy? Cái này nhìn cái màu này khác mà cái màu nhớt nãy xả ra nó khác kỳ vậy. Cái gì? Đừng chạy. À. Xe đừng khởi động được rồi. Này để rửa sạch về đổ bia vô uống nha. Thấy có cái dầu dầu đó ngon rồi đó. Có lý ha. Ừ, có lý ha. Làm như bình sữa cầm lúc nút đồ. Có cái đó gót là không bao giờ đổ. Rượu đế châm vô cũng ngon lành chứ không. Này là thâm nhớt mà cũng là chỗ châm nhớt luôn. Không cái này thì biết lâu rồi, hỏi chơi vô thôi chứ biết lâu rồi. À. Đi giỡn hoài ta. Kỹ thuật mà đi giỡn biết. Nghe đồn hậu đệ đẹp trai lắm mà nay mới lên tới hậu đệ. Mà nay không có anh Dũng. Anh Dũng này anh bận rồi. Ủa cái xe cái chụp ốc này là cái gì vậy? Nào ta. Mua ra nó có vậy hả? Ờ nó y vậy nó lạ sao. Hôm bữa gỡ mất hết lần mới chôn xe của người ta lại đó. Ủa cái cây này ngon nè. Cây này đã. Ê, ngon ngon ngon. Cây này chế hả hay riêng? Cây đó riêng đó bạn. À riêng hả? Ừ, mua chợ có bán á. Phải không? Ừ, có bán được cây sắt này nè, với mấy tiếp này nè. À về mà mình phù phép vô nó vậy phải không? À, bùa đó. Ghê ta. Tại tôi bữa tính là cái đó phá cái đó. Nó giống như titan vậy nè, cục xanh, cục vàng, cục tím rồi nó lên như vậy á, ngon đẹp. Ngon. Ghê á. Cái này là sơn này cho thêm miếng nữa chứ đâu có cần gì nhiều hả bạn. Tại sơn này hồi sớm tôi cũng có rửa sơ rồi cho nên nó cũng là sạch, với lại xe đậu bữa nay không có đi. Cái này là mình chai xịt sơn dưỡng sơn hả? À chai dưỡng chai im chai này sao giống bữa chai này tôi mua quá ta. Chống bào mòn cho sơn. À không cái này là chỉ tạm thời đúng không Hậu? Tạm thời là nếu mà anh em kỹ thì có thể là che cái mâm lại với trà sơn kỹ lên xíu nữa. Tại vì nếu mà sạch ấy thì nó sẽ bay vô cái bánh. Là chỉ tạm thời thôi. Nói chung là cũng là sử dụng kia ở nhà thôi. Nhưng cũng không có chơi, không chuyên nghiệp. Thứ nhất là cũng là đơn giản chữa cháy thôi chứ thật ra cũng không đúng là vậy cũng không cũng tạm thời thôi. Nhưng mà sử dụng ok, cái gì hết. Mỗi xe bạn máy mà lấy bằng số nào ạ? À? Số lạ chứ ạ. À? Số vậy thôi chứ đợi gì nữa. Thế đẹp không? Đẹp không? Ba chìm bảy nổi. Này bảy nè. À. Ngỗng ngỗng không kìa. Ngỗng ngỗng không hả? Ủa không không. Ủa, nổ luôn ha, rồi nổ luôn. Nổ chỗ trộn lên phải không? Cho nó xào lên phải không? Cỡ mấy giây gần phút á cho nhớ 1 phút 2 phút cho nó hoạt động nhớ cho nó lên cho nó bôi trơn cho nó im máy là mình hoạt động chạy nha bạn. Đừng đến sớm mà ra mình đề cái mình dặn cái ủn chạy là động cơ máy lên mau bị hao tổn động cơ. Nói chung là động lực á.